Tập 68, Nuna, chị là người xinh đẹp nhất. Lát sau, khung cảnh chuyển đến căn hộ của Sang Uôn, cơ mà lúc này trời hết mưa rồi à. Sang Uôn cổng Mary đi vào nhà, cậu nhìn Mary trên lưng gọi, này, Nuna, chúng ta về đến nhà rồi. Chị nói chị uống có nửa ly thôi mà, sao lại thành ra uống đến say luôn rồi. Nghiêm túc đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó thấy chị như vậy chứ, mình không muốn nghĩ về chuyện đó đâu. Sang-un đặt Mary nằm trên sofa, xong chợt cậu sừng lại. À thì ra là ngắm Mary anh em à, cậu nhìn cái cơ thể mờ lem của Mary mà bất chợt gương mặt đỏ lên. Rồi cậu lắc lắc cái đầu xô tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình. Sang-un tự nói với bản thân, mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. Chợt cánh tay của Mary giơ lên, nắm lấy tay của Sang-un. Mary say xin gọi, Sang-un, xong Mary lại nói, hãy ôm chị. Sang ôn nghe mà bất ngờ a. À. Cậu ngỡ ngàng đỏ ngại ngùng mà nhìn Mary, cứ tưởng là mình nghe lầm không a. À. Nhưng Mary vẫn cứ nắm lấy tay cậu, gương mặt thì mong chờ. Sang ôn ấp úng hỏi lại, ôm, ôm chị ư? Rồi cậu liền ôm lấy Mary, thôi nào, Nuna, chị giống như trẻ con vậy. Đây, chị đã hài lòng rồi chứ? Song chợt Nuna đẩy cậu ra, Sang ôn hơi khó hiểu, hửm. Rồi Mary ôm lại cậu, Sang ôn bối rối không hiểu. Nôn no, nuna, Mary nói, chị không thể thở được, chị không thể. Tiếp đến Mary dùng sức đẩy sang ôn xuống, sang ôn bất ngờ trước hành động của Mary A. À. Đây là Mary định lợi dụng trong lúc say mà đẩy nhanh tiến độ A. À. Mary đẩy sang ôn ngã trên sàn rồi cô đè lên người của cậu. Mary nói, em là, trẻ con à, sang ôn ngại ngùng không hiểu gì A. À. Mary lại nói, chị muốn em ôm chị, như một hôn thê thật sự cơ. Sang ôn xấu hổ nói nuna đến khi em tốt nghiệp chúng ta nên cố gắng có mối quan hệ tuyệt vời mary nói tuyệt vời có nghĩa là gì sam nhìn mary ngồi ở trên người mình mà không biết phải làm sao mary lại nói cuối cùng cũng chỉ có nghĩa là chị phải chờ đợi mỗi ngày cứ trôi qua như vậy chị thì ngày càng có tuổi chị cũng chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa nếu em không làm điều gì để thực sự cho rằng chắc chắn rằng chị là của em thì chị sam ôn bất ngờ áp sát gương mặt mình lại cậu nhẹ nhàng hôn lên môi của mary song sang uôn mỉm cười nói điều này còn không đủ sao mary thấy cậu chủ động mà bất ngờ luôn a à. san vê uôn nói nuna có vẻ như em không thực sự biết điều này nhưng nuna chỉ thật sự rất xinh đẹp đấy chị có biết không chỉ có cơ thể tuyệt vời và chỉ thực sự là cô bé đáng yêu sự thật rằng em 18 tuổi có thể giữ được đến mức này là gần như em có khả năng siêu nhân chị biết không vì vậy trước khi em thực sự làm chuyện gì đó với chị vì em không thể kiềm chế được nữa nữa xin hãy xuống khỏi người em đi ạ à. mary xấu hổ chị 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 xinh đẹp em nói là thật ư sang uôn nhìn mary mỉm cười rồi cậu nói là như vậy đấy nuna chị là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới đặc biệt của em mary nghe cậu nói mà hài lòng a vì đó là những lời con gái muốn nghe nhất a Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để donate ủng hộ cho S nhé. Một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ. À. Cảm ơn, mãi yêu.